Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại Lê Nguyễn đang có mặt tại là quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, cách cổng bệnh viện chấn thương chỉnh hình khoảng 200 m. Thì phía trước mặt các bạn đây là anh Tâm và chị Dịu, hai vợ chồng quê tại An Giang, huyện Chi Tôn, An Giang. Và cách đây mấy hôm thì anh Tâm đi lao động và anh nằm phụ hồ thì không may là bị té và được mọi người là đưa lên bệnh viện trên này để cấp cứu. Tuy nhiên là do cái hoàn cảnh gia đình là không có tiền, thành ra là sau khi thăm khám thì là anh đã xin xuất viện. Và cái thông tin mà mình nhận được, cái thông tin của anh Tâm cũng như là qua chia sẻ của em Phong Bụi ấy, thì là các bác sĩ tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình có liên hệ với em Phong Bụi và có kể rằng cái hoàn cảnh của anh Tâm là nhất định phải nhập viện để điều trị, nếu không thì qua cái giai đoạn quan trọng này anh có thể bị liệt. Do cái thông tin mà hoàn cảnh khó khăn thì là lúc trưa nay mình ngồi cùng với Phong và nghe em có chia sẻ thì trước đó thì là Phong Bụi cùng với là chị Tưởng có đến đây thăm vợ chồng của anh chị, thì hôm nay thì mình cũng đến đây để nghe anh chị chia sẻ về cái câu chuyện cuộc sống cũng như cái tình hình sức khỏe của anh ra sao để chia sẻ đến các bạn. Mình được biết thì anh Tâm đang nằm tại cái phòng trọ tại cái bệnh viện này và anh đang chờ xe từ thiện tại dưới quê để đi lên trên này và để đi nhờ về quê. Thì anh chị có thể chia sẻ cho em và mọi người được rõ hơn cái tình hình sức khỏe của anh được không anh Tâm? Nói chung là tình hình sức khỏe của em thì hiện giờ nó cảm giác hai chân thì nó càng ngày càng lạnh đi. Nó lạnh từ ở dưới bàn chân nó lên, mà nghe bác sĩ nói thì ví dụ mà bây giờ anh không mổ, anh còn cách nào để quơ quét tiền và ví dụ như là hỏi nợ ai được hoặc là nhà đó để mà trả chữa chạy cho anh không? Chứ bây giờ nếu mà anh về anh sẽ bị liệt. Nhưng mà nhờ em không có tiền thì em nói nhờ bác sĩ không tiền em tình, nói chung là phải chấp nhận thôi. Chứ bây giờ cũng không biết sao mà để vơi ra tiền đây, cha mẹ em khổ thì nó gia đình em thì khổ, còn em thì chỉ làm ra tiền. Bây giờ thì em nó bệnh rồi thì sao nó có làm ra tiền nữa. Số tiền mấy chục triệu á thì đối với ba mẹ em cả đời nói chung là cũng không bao giờ kiếm được. Rồi cũng nhờ cái người chị Hai, chị Hai là cái người động viên tinh thần để cho lúc từ lúc bệnh tới giờ để mà đi khám, và cũng nhờ chị là người để lo lắng cho em để đi xin tiền cho em để đi chạy chữa từ lúc cứ bệnh viện lên tới tỉnh và chuyển lên tới đây. Nhờ chị Hai cũng kêu chị gắng cứ gắng đi, chị sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà bây giờ bữa đó nói chị Hai số tiền vậy đó, trong thời gian khám tới giờ thì cũng lâu lắm rồi, là cách đây cũng mấy tháng rồi, số tiền chị cũng cạn kiệt thôi, nói chung là không còn tiền nữa. Chị cũng đành chịu cho em về, nó bây giờ xin bác sĩ xuất viện ra về là về đợi xe từ thiện. Thì trong lúc đợi xe thiện thì có Phong á, có người em của em á là giới thiệu là có hoàn cảnh khó khăn, nhờ Phong chia sẻ giúp đỡ, phải giúp đỡ đó, Phong mới ghé đây và thăm em, nói chung là động viên cũng cho em một số tiền để có tinh thần để mà chung là sẽ nói chung là sẽ ở lại mà để mà tiếp tục có tinh thần để mà điều trị bệnh của mình về sống nuôi con. Vậy thì là anh Tâm là bị ngã từ khi nào anh? Em ngã trước cách đây là em bị bệnh là 5 tháng. Em ngã trước đó khoảng cỡ tháng mấy nữa. Một tháng mấy sau em mới té. Cô em mới ho em quỵ xuống luôn. Là em nằm tới giờ là em chỉ bò tới bò luôn. Nên em không có đi được như lúc trước. Vậy thì cụ thể là bác sĩ là chẩn đoán là anh bị là hủy xương đúng không? Nghi do lao, chưa loại trừ là di căn. Liên quan đến ung thư. Dạ. Liên quan tới ung thư đó. Nhưng mà bây giờ em cũng nói chung là người nhà người chị em á là cũng là bên khoa dược, nhưng mà khi mà nghe rất là sợ. Nhưng mà khi mà em có một cái chỉ định của bác sĩ mổ á, là bác sĩ mổ là chẩn đoán quyết đoán là em là do lao, là bị quỵ xương. Là anh là bị lao gì? Em bị lao cột sống, hồi xưa là em bị lao phổi. Là em bị ở bên Bình Dương á, là bác sĩ ở 512 giường là có kêu em là điều trị lao. Là do em bị giãn phế quản, là em bị sặc máu tươi á, nên em nghĩ mà
nên bình dương bằng mướn mà kiểu khó khăn mà điều trị mà nằm đó 6 tháng nên em không có điều trị. Em cũng xin về trong một thời gian nào đó cái em uống thuốc kiểu mà uống cỏ cây hoa lá uống thuốc nam đó nè. Là bắt đầu là em mới kiểu mà từ từ em hết rồi nào không may, nhưng mà có cái là mà không phải là nó hết nhưng mà nó qua xương mình. Bây giờ là các bác sĩ chỉ định là anh phải phẫu thuật đúng không ạ? Dạ, em phải phẫu thuật nếu em mới đi lại được. Còn nếu mà cái chân em để lâu mà nó cứ kéo dài lạnh như vậy hoài thì không phẫu thuật thì chỉ có ngồi được. Nếu mà để lâu là nó sẽ lạnh từ từ dưới bàn chân đi lên. Nếu mà để lâu tình hình là nó cũng như là lâu quá nó sẽ chết đi cái như là máu nó không được lưu thông á, rồi nó sẽ chết cái phần nào mà nó không cảm giác được nữa. Dù có mổ cái chân cũng không đi lại được, chỉ ngồi lại được thôi chứ không đi lại được. Cho nên là bác sĩ nói em á là gắng tranh thủ để mà về đưa anh lên mổ. Tức là bây giờ nếu mà có can thiệp phẫu thuật bây giờ thì anh sẽ đi lại bình thường đúng không? Dạ, tại vì chân ảnh bây giờ chỉ mới có tê dưới phần bàn gốc chân nhớ yếu thôi, không có bị liệt hẳn luôn hết cả. Nó yếu là nó đang di chuyển qua bên liệt đó. Đó, bác sĩ nói là nếu mà không tranh thủ mổ để mà phẫu thuật đó là cái bị liệt, nó sẽ bị liệt cả hai chân. Còn hiện tại là anh cứ mấy tháng nay là anh cứ nằm như này thôi, không đi lại được hả chị? Dạ, cũng có anh vẫn đứng đi tới đi lui được nhưng mà không có đi được nhiều, là đứng lên một hai bước là sẽ thẩm xuống. Còn trên người mình nó có đau nhức gì không anh? Nhức lắm, nhức xé thương, nhức có nhiều lúc em nghĩ quẩn. Dạ em nói chung là mình muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng mà dạ em thì nói kiểu mà con còn nhỏ quá, nghĩ ông nó ra trách nhiệm thì không phải gán sống mà luôn đó. Nên nói chung là em cố gắng chịu đựng cũng 4 tháng. Em chỉ biết là nói chung là em chỉ gòi ngồng căn giường mà mò cái nhất quá thì em có thể là té chủ cái đầu xuống giường mà cái chân em cái còn trên giường cái đầu cũng đó. Cái em bò em lấy đồ mặt là em bò em lấy đồ mặt cái bò cái đó cái thùng mà để đồ đó. Em vừa lấy đồ là cái thùng úp đầu không lấy được. Nên lúc đó là em mới nghĩ quẩn. Nghĩ như vậy ví dụ mình sống mà không mình chết mà tiền bạc thì không có. Rồi mình sống làm gì thì bắt đầu vợ em mới can thiệp vô một con thôi. Nên em mới tiếp tục lại đắp tới ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay thì so với lúc em bệnh thì đỡ hơn được tí được. Nói chung là lúc đó là đứng không được luôn. Vậy là sau quá trình điều trị thì anh có thấy là sức khỏe của mình cũng đỡ khỏe một chút rồi? Em là đỡ được chút. Vâng. À, cảm giác bây giờ là nói chung là có đỡ hơn mà có cảm giác của em bị lạnh chân. Ở phía thì không có. Cái chân của em là được anh đụng cho là lạnh, khúc lạnh khúc nóng. Vậy à? Dạ. Là khúc lạnh là cái khúc đó là em không còn cảm giác. Vậy còn ở trên đùi ấy hoặc đầu gối ấy và khớp háng ấy nó có ảnh hưởng gì không? Nó có cảm giác như sao anh? Nó tê nói chung là lúc mà nó nhất là nó tê. Nhưng mà anh kiểu cảm giác nhất mà nhất nó nóng lắm nè. Nó nóng mà nó nhất nóng ở trong xương nữa. Vợ chồng anh ấy thì là cưới nhau được lâu chưa? Cách đây là khoảng cỡ giữa năm 2015 bước qua 2016. Ừ, hai vợ chồng bây giờ có mấy cháu rồi? Hai chồng là vợ em thì có một cháu riêng, còn em thì chỉ có một cháu nói chung là 20 tháng. Nói chung là vẫn là con em nhưng mà kiểu mà vợ em nó có nói chung là có một đời chồng trước. Nhưng mà hai người trì mẻ với nhau, còn nói chung là sống mà kiểu mà cảm thấy hợp nhau thì nên bây giờ là hai vợ chồng sống là được 5 năm. Vâng, vậy mà anh trong hoàn cảnh mà vợ thì mà ở nhà chăm con mà trong đó là phải nuôi thêm hai bé còn nhỏ nữa. Dạ. Mà bây giờ bệnh tật như vậy thì bác sĩ nhờ có chỉ định nào phẫu thuật thì cái tiền chi phí ấy là hết bao nhiêu anh? Dạ, bác sĩ nói ca mổ của anh đó là tại vì xương chậu em á là nó quỷ hết, là không có chỗ mà để mà người ta bắt cái ốc vít vô
nên là không có mổ được cái thai, cái xương chậu mà đặt ở đâu vậy đó, không biết bệnh viện khác ngoài vào, nên cái tiền mổ nó hơi cao gấp đôi người ta, là của em là 80 triệu, nhưng mà nhờ em được bảo hiểm mà của bảo hiểm của hộ nghèo á, nên giảm cho em 50%, là em còn được 40 triệu đến 50 triệu gì đó. Nhà cửa ở quê anh có đông anh em không, có thể vay mượn được ai không chứ? Nhưng bây giờ tình hình sức khỏe của anh như vậy, mà như các bác sĩ đã tư vấn rồi đấy, anh mà về nhà là chỉ có nước nằm đấy thôi, là liệt luôn, không đi lại được. Đã vay. Nhất định phải là can thiệp phẫu thuật rồi. Cái chỗ vay mà cái chỗ mượn thì chị em cũng đã chạy em cách đây là điều trị bệnh em cách đây là 3-4 tháng nay, tìm ra được bệnh là khoảng 3-4 tháng nay mới tìm ra được bệnh, nên chỗ vay cho mượn cũng hết rồi. Đi khám là được là tổng cộng 4 cái bệnh viện là 20, tới khi mà được chẩn đoán là được bệnh á là tiền ăn uống xoay sở là cũng đã hết rồi, cho nên là cũng không có gì tiền để mà mổ cho ảnh. Chỗ nào mượn được thì chị cũng đã mượn hết rồi, giờ chị cũng hết sức rồi. Thế mấy hôm hai vợ chồng lên đây thì hai cháu ở nhà thì gửi cho ai chăm ạ? À? Em gửi bên ngoài. Cả hai bé luôn hả? Dạ. Vậy là mà chị ở quê Đồng Tháp đúng không ạ? À, đúng rồi, ở Hồng Ngự. À, chị Hồng Ngự Tháp. Thế dòng em cũng bị bệnh đau cuộc sống, cho nên là em không dám cho nhóm nó đi theo. Vì đau mình sợ em bé còn nhỏ tuổi quá, vì sức đề kháng không được sẽ bị lây. Nhưng mà cũng có mình em mà cha mẹ thì già ở dưới cũng không có lên đây được, thì em cũng trước đó thì em cũng ẵm bé lên cũng ở trên đây, mỗi lần đẻ em đi chụp hình với lại em gây nữa, rồi một tay em ẵm một tay em đẩy đi, đẩy ổng đi băng ca đẩy đâu có được đâu, cũng cho nó ngồi lên với ba nó. Tiếp xúc ba đó nhiều quá, người ta ở trong bệnh xe viện á, người ta sẽ sợ bị lây á. Em với chị ho hoài, nó cũng bị lây bệnh lao phổi của anh rồi hả? Cái đó thì em không biết. Trước mắt là em ra cho chồng em ăn uống rồi bệnh hoạn, còn bằng ngoài lây cũng lây thì em cũng không quan tâm. Tại vì giờ chỉ có mình em là bên cạnh đánh thôi, có sợ lây đi chăng nữa cũng đâu có được. Vậy là bây giờ là hai vợ chồng là đợi xe từ thiện tại Chi Tôn An Giang lên rồi về quê à? Hay sao anh chị? Dạ cũng xin biết chuyện là nó đi về, nhưng mà không có tiền để về, có liên hệ với xe bên Châu Phú là của chú, em cũng nhớ tên người máy, nhưng mà chú là người mà đưa nước, là từ lúc mà bệnh chuyển viện dưới này kia rồi chú cũng có hỗ trợ là đưa rước, thì chú cũng không có lấy tiền. Có khi chuyến em đi á, thì em cũng đổ xăng, tiếp xe bình xăng vào cho chú. Chú nói là khi nào có xe cứ nằm đợi đi, khi nào có xe chú sẽ chạy qua rước, khi nào có ca bệnh ở dưới đi lên á thì mình mới có gian người ta đi về được. Vậy thì bây giờ là mỗi một ngày thì nằm ở cái phòng mình thuê ngay cạnh thì bệnh viện này bao nhiêu tiền chị? Một ngày á, nằm á là ở gần cổng bệnh viện á thì là một ngày là 200 ngàn, nhưng mà lúc nào cũng đầy người khách á, cho nên là gần nhất là chỉ có nhà trọ này là em thuê một ngày 250. Dạ. Ở thì cũng thường thường như em thấy là cũng 400-500, nhưng mà em ngán em tính là đi về luôn, mà tiền xe bao từ đây thì dưới á là 2 triệu mấy đó. Thì em không có khả năng mà 2 triệu mấy không có tiền để mà đi về, em mới xin xe từ thiện có gian về. Giờ mình cũng phải 5 triệu, nhiều tiền trọ 200 mấy ngày cũng phải chịu. Thì trưa nay thì Phong Bụi có đăng cái đoạn clip đó, thì sau đó là chúng em cũng nhận được một cái số tiền của các mạnh thường quân chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị. Thì mấy hôm tới đó, thì em và Phong sẽ đến đây thăm, thì sẽ trao duyên của các mạnh thường quân cho anh chị. Thì từ lúc mà trong ngày hôm nay thì vợ chồng anh chị đã nhận được bao nhiêu tiền của các mạnh thường quân gọi điện để chia sẻ mình rồi, hoặc là chuyển cho chị rồi? Dạ, như cũng có một số là kêu em bấm số tài khoản của chồng em á, là gửi qua cho người ta.
Mạnh Thường Quân sẽ gửi tiền vào số tài khoản đó, nhưng mà em chỉ gửi thôi, còn bên kia em chưa nhận được, chỉ là gửi người ta chỉ kêu như vậy thôi, còn tiền em nhận được đó, thì là được 13 triệu. Vâng, thì như các bạn đã biết và cũng như chia sẻ của anh Tâm với này chị, thì cái số tiền mà phẫu thuật của anh chị là bây giờ tầm khoảng từ 40 triệu đến 50 triệu tính cả một cái số chi phí phát sinh. Bởi vì là anh có bảo hiểm nên là sẽ là được giảm rất nhiều. Chứ còn nếu mà không có bảo hiểm thì cái số tiền phẫu thuật là gần 100 triệu cơ. Thì mình có cái chút này thì em cũng lưu ý với chị này. Bây giờ cũng có rất nhiều người ta lừa đảo. Người ta một số người người ta nhắn tin cho chị, người ta bảo chị phải làm một số thao tác này có tiền ở kia, thì chị cũng cảnh giác một chút nha. Bởi vì có một số trường hợp mà chúng em mới gặp thì đã xảy ra cái sự cố như thế rồi. Thế nên là nếu mà ai mà hỏi cái thông tin ấy, thì chị cứ nhắn tin cho họ cái số tài khoản của anh chị, chứ đừng có lục tiền, họ yêu cầu lục tiền hay gì đó thì liên hệ với em hoặc với Phong nha. Thì còn cái chút nữa là em thấy sức khỏe của chị cũng không được đảm bảo, trò chuyện với chị thấy chị ho sốt, mà anh lại có tiền sử là bệnh nào, thì là em nghĩ là chị cũng tranh thủ đi khám để biết sức khỏe mình ra sao. Thì cũng mong là thời gian tới đấy, cái tình hình của anh chị sẽ tích cực hơn và anh cũng sẽ được phẫu thuật để giải quyết được cái vấn đề mà về sức khỏe mà mình đang xảy ra. Chứ bác sĩ cũng tư vấn rồi, bây giờ mà anh mà về nhà thì sẽ chắc chắn là nằm liệt rồi. Mà mình còn sức khỏe, còn đấy thì còn đi làm lại, còn có của cải, còn nó chăm cho hai đứa con nhỏ nữa. Trò chuyện với anh thì cũng nghe anh cũng kể rằng là có giai đoạn, từng có thời gian là anh đã rất bi quan. Bởi vì mình thì năm nay thì anh bằng tuổi em, thôi mình gọi bạn bè đi, 89 đúng không? Thì trong cái đấy thì bây giờ mình lại nằm như là vậy, mà trong đó nhà thì khó khăn, vợ thì trẻ, con thì thơ. Thì thôi mình cũng cố gắng mạnh mẽ và lạc quan đây nha. Chị có thể đọc lại số điện thoại của chị để cho các Mạnh Thường Quân, các bạn có quan tâm chia sẻ gọi điện đến chị thì có thể liên hệ với chị số điện thoại nào? Dạ. Em tên Diệu, là vợ của anh Tâm. Nếu có ủng hộ với chia sẻ cho gia đình em á, thì gửi liên hệ tới số điện thoại 033 7642 870. Đó là số điện thoại của em. Dạ, đây là cái số điện thoại của vợ anh Tâm mà chị vừa có đọc. Các bạn có hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị nhé. Em cũng thay mặt gia đình cảm ơn tới Mạnh những lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chồng em để được lên căn hộ và được hồi phục đi lại như người ta. Dạ, vâng, em biết rằng cái hành trình và thời gian tới của anh chị vẫn còn rất dài, và sắp tới anh này còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Và bản thân thì sức khỏe của chị như vậy thì chị cũng nên chăm sóc cho mình một chút, để ý sức khỏe của mình một chút, để còn có thể sức khỏe chăm lo cho chồng. Chứ nhìn chị gầy còm thì ốm yếu quá chị nha. Vâng, thôi em xin phép và cảm ơn tất cả các bạn đã đoan xem đoạn clip của Lê Nguyễn cũng như chia sẻ của vợ chồng anh Tâm. Bây giờ mình xin được dừng đoạn clip đây nha.